Thì chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải phần thứ hai tự luận 3 điểm. Phần này chúng ta có mấy bài tập, bây giờ chúng ta vào sửa các bài tập tự luận. Câu 36, một điểm cho hàm số fx bằng cột bình phương của x cộng với x nhân sin x và gọi f(x) là đầu hàm của f(x) trên r. Giải phương trình f(x) bằng 0. Thì thầy nói rõ cái chỗ này. Sang lớp 12 là các em tìm đầu hàm và bao giờ các em cũng gắn liền với đi tìm nghiệm của đầu hàm. Cho nên đây là một cách làm quen để chúng ta tiếp tục học chương trình lớp 12. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đầu hàm, sau đó chúng ta giải phương trình. Đầu hàm của mặt tổng thì bằng tổng đầu hàm. Đầu hàm của u bình phương, đây là đầu hàm của u bình phương bằng 2u nhân u phẩy em. Sau này là đầu hàm của mặt tích gồm có x nhân với sin x. Sin x là đầu hàm của sin u bằng u phẩy nhân với cột u. Như vậy là chúng ta phải hiểu công thức như thế thì chúng ta bắt đầu mới làm được. Bây giờ thầy tìm luôn. U bình phương, u đóng vai trò là cột x thì bằng 2u nhân u phẩy, tức là 2 cột x nhân với cột x đầu hàm. Cộng đầu hàm của một tích thì bằng đầu hàm của x bằng 1 nhân với sin x cộng với đầu hàm của sin x nhân với x. Đầu hàm sin u sẽ bằng u phẩy nhân với cột u. U đóng vai trò là 2x. Bây giờ chúng ta lấy đầu hàm là kết thúc thôi. Bằng tiếp này. Đầu hàm cột x thì bằng trừ sin x, cho nên thầy viết là trừ 2 cột x sin x. Các em biết công thức này công thức kia không? 2 sin x cột x là sin 2x em. Cộng tiếp với 1 nhân sin x. 2 biểu thức này nó triệt tiêu. Chỉ còn lại là đầu hàm của 2x là bằng 2. 2 thì nhân với x cuối phía trước. Các em đừng có viết đằng sau để nhiều khi các em nhầm. Các em biết sau này là nhiều khi các em nhầm. Các em nhân lại 4x bình phương là nguy hiểm lắm. Áp dụng công thức nhân đôi thì chúng ta có là 2 sin x cos x sẽ bằng sin 2x được có dấu trừ. Trừ sin 2x thì cộng sin 2x thì triệt tiêu. Cuối cùng chúng ta chỉ còn cái biểu thức cuối thôi. 2x nhân với cos 2x. Như vậy đầu hàm tính xong thì chúng ta thấy giải phương trình tích. Vậy thì từ đây chúng ta có là f(x) sẽ bằng 0. Tương đương với là 2x nhân với cột 2x bằng 0. Phương trình tích bằng 0 thì tương đương với cả cái nhân tử bằng 0. Tương đương với 2x bằng 0 hoặc cột của 2x bằng 0. Tương đương tiếp, thái bằng 0 thì x bằng 0. Các em biết rằng là cosin của một góc bằng 0 thì cái góc đó bằng pi trên 2 cộng với cả pi. Từ đây chúng ta tìm được x bằng 0. Phương trình thứ hai thì chúng ta viết lại là x bằng pi trên 4 cộng với cả pi trên 2 cả thuộc r. Như vậy là chúng ta kết thúc bài 36. Bài 37, cho hình tròn SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Viết SA bằng A căn 6/3 tính góc giữa SC và mặt phẳng ABCD và mặt phẳng đáy. Các em lưu ý rằng là góc giữa mức đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa nó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Bây giờ thầy vẽ hình trước. Đây các em. Thầy xoay hình cho các em quan sát. Hình chóp này là có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Hình chóp này có rất nhiều cái tính chất mà thầy đã nhắc các em trong một phần trắc nghiệm. Tính chất thứ nhất này, các mặt bên của hình chóp này đều là tam giác vuông. Tính chất thứ hai nói về góc. Góc giữa mặt bên chẳng hạn như SCD đấy, tô màu một tí em nhé. Mặt bên này này, góc giữa mặt bên SCD và đáy chính là góc SDA này. Còn
góc giữa mặt bên SBC với đáy chính là góc SBA. À, như vậy là có hai cái góc giữa mặt bên và đáy, chỗ này các em lưu ý một tí. Dĩ nhiên khi học khó hơn nữa thì chúng ta xác định góc giữa hai mặt mà có giao tuyến SC. Cái chuyện này chúng ta nói sau. Khi nó gặp thì thầy sẽ nói các em. Cái điều tiếp theo nữa là góc giữa SD và đáy thì chính là góc SDA luôn. Góc giữa SB và đáy này chính là góc SBA này. Mà góc giữa SC và đáy thì là góc nào? À, góc giữa SC và đáy là góc giữa SC và hình chiếu. Hình chiếu của SC trên đáy chính là AC đấy các em. Thì góc giữa SC và đáy chính là góc SCA. Thì quay trong không gian để các em quan sát. Mà muốn tính góc này á, thì các em phải biết là trong cái tam giác vuông SAC này thì các em phải biết hai cạnh thì các em mới tính được góc, đúng không? Thì bây giờ các em để ý cho thầy là SA các em tính được là vì có sẵn rồi, không cần tính. Hình vuông, đáy hình vuông các em thì nghiên hình là các em thấy là đáy hình vuông này. Nhưng mà khi biểu diễn thì chúng ta biểu diễn hình bình hành. Đáy hình vuông cạnh A thì đường chéo này bằng A căn 2. Vậy chúng ta xác định góc xong rồi chúng ta tính. Bây giờ chúng ta tính. Vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cho nên đường xiên SC có hình chiếu trên đáy là AC. Vậy góc giữa SC và đáy chính là góc SCA, góc thầy tố đó. Hình vuông cạnh A có đường chéo AC là bằng cạnh nhân với căn bậc 2 của 2. Các em nhớ cái tính chất, nhớ cái công thức này. Bây giờ chúng ta sẽ tam giác SAC vuông tại A. Nên nếu chúng ta có cạnh hai cạnh góc vuông thì chúng ta dùng tan, tan của góc SCA các em. SCA. Tan của góc SCA thì bằng cạnh đối SA trên cạnh kề. Tất tan thì bằng đối trên kề. Thì là AC. Chúng ta thay số vào. A căn 6 trên 3 mà chia cho A căn 2. Thì kết quả bằng bao nhiêu các em? Bằng căn 3 trên 3. Mà tan một góc bằng căn 3 trên 3 thì góc này bằng bao nhiêu độ các em nhỉ? 30 độ. Chúng ta kết thúc. Như vậy trong cái bài này là trước khi mà đi tính góc thì các em phải đi xác định cái góc đó là góc nào. Và các em đưa về tam giác vuông để các em áp dụng cái tỷ số lượng giác trong tam giác vuông để các em tính. Bài tiếp theo, câu 38. Các em nhìn câu này chắc rồi đúng không nào? Câu này là mở rộng cho các em để các em nắm vững những kiến thức về đạo hàm, về giới hạn. Câu A. Chúng ta có hai câu của A chúng ta giải trước. Cho hàm số Fx xác định và có đạo hàm trên R. Viết F4 bằng 5 và đạo hàm tại điểm 4 thì bằng 2022. Tính giới hạn lim của cái biểu thức là F bình của x cộng Fx trừ 30 trên căn bậc 2 của x trừ 2 khi x trên tới 4. Tìm giới hạn này. Bây giờ bài này thì nó hơi rắc rối cho nên đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn kém một tí. Các em có nhận xét là một cái tam thức bậc hai ở tử các em này. Với biến là Fx thì nó chúng ta dùng máy tính để chúng ta tìm nghiệm của nó. Thì thầy tìm nghiệm trong phân tích hình tích. Chúng ta trở về chế độ menu 1. Thầy nhập menu 9. Chúng ta giải phương trình bậc 2, 2, 2. Chúng ta giải là 1, 1 trừ 30. Các em được hai nghiệm. Nghiệm Fx đầu tiên là 5 thì chúng ta nhân với phân tích thành Fx trừ 5 các em để trả dấu nghe các em. Bởi vì khi chúng ta giải lại thì có x bằng 5 đúng không? Fx trừ 5 bằng 0.
thì fx bằng 5, cho nên chúng ta biết trong tích đó thì fx phải trừ 5. Fx có nghiệm thứ hai là trừ 6, thì chúng ta phải viết fx cộng với 6. Bởi vì chúng ta giải lại fx cộng 6 bằng 0 thì fx bằng trừ 6. Các em hiểu như vậy để các em hiểu cái bản chất của cái phần tính phân tích. Và chúng ta để ý cho thầy là F4 bằng 5. F4 bằng 5. Như vậy cái tử này Fx trừ cho 5, cho nên là cái giới hạn này có dạng 0 trên 0. Mà tìm giới hạn có dạng 0 trên 0 thì chúng ta phải nhân lượng đến hợp vỡ mẫu, đúng không? Cho nên việc đầu tiên là chúng ta xác định như vậy để chúng ta đi tìm cái giới hạn này bằng cách là nhân lượng như nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tính. Thì viết lại lim của cái biểu thức đã cho. Bây giờ tiếp tục bằng thì chúng ta thay cái biểu thức phân tích ở trên vào. Thay xong rồi đúng không? Bằng lim khi trần tỷ 4 của cái biểu thức phía trên viết lại là fx cộng 6 nhân với fx trừ 5 trên căn bậc 2 x trừ 2. Bây giờ chúng ta nhân lượng liên hợp. Tại sao nhân lượng liên hợp? Thầy đã giải thích cho các em rồi nha. Thầy nhân lượng liên hợp tức là thầy nhân tử và mẫu với liên hợp của căn bậc 2 của x trừ 2 là căn bậc 2 cộng 2. Thì khi đó dễ mẫu xuất hiện hàng đẳng thức là a trừ b nhân a cộng b thì bằng căn bậc 2 của x bình phương là bằng x trừ cho 2 bình phương là bằng 4. Còn trên tử thầy viết lại như sau này. Thầy viết này. Bây giờ các em để ý này. Fx cộng 16 thì viết sau cùng này. Căn bậc 2 của x cộng 2 thì viết sau cùng này. Còn cái fx trừ 5, 5 này các em thay bằng f4. Còn viết ở mẫu thì bằng x trừ 4. Các em biết cái biểu thức này là gì không em? Fx trừ f4 khi trên tỷ 4. Hàm số này là có đạo hàm trên rồi. Điều đó chứng tỏ rằng cái giới hạn thứ nhất mà thầy đã còn chỉ đấy chính là đạo hàm của hàm số f tại x bằng 4 để chúng ta sử dụng được giả thiết f,4 bằng 2022. Và sau này thì chúng ta thay vào là xong. Chỗ này chỉ có từng đó thôi. Cái bài này chỉ có một cái điều như thế thôi. Đó là cái điều hay nhất gắn liền đạo hàm vào trong giới hạn này. Đó, thầy phân tích lim của một tích thì bằng tích các lim. Điểm thứ nhất thì viết lại để chúng ta hiểu đây là đạo hàm tại điểm 4. Nhân tiếp với lim của biểu thức sau. Như vậy là kết quả nó sẽ bằng F4 là biểu thức thứ nhất này các em nhé. Sau này thì những cái hàm số sau này thì nó liên tục cho nên thay 4 vào. Thì chúng ta được nhân với căn bậc 2 của 4 cộng 2. F4 thì chúng ta thay bằng 5. Vậy kết quả nó bằng là đây là 2022 này để nhân với 4 này. F4 thì bằng 5 ở trên giả thiết cho thôi, 5 cộng 61. Các em lấy máy tính các em nhân với chỗ này thì chúng ta trở về chế độ menu 1. Nhân với 44 bằng em được 88.968. Thật số này đẹp quá. Em nghĩ cái số này đẹp vì sao? Thì đầu tiên các em tìm hiểu nhé. Như vậy chúng ta sửa xong cái câu nâng cao đấy các em. Thì giờ chúng ta câu tiếp. Câu B là trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng x, viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. Đạo hàm của hàm số f tại một điểm x thuộc tập xác định của nó, thực chất đó là mình hiểu theo ý nghĩa học đó là hệ số góc tại mọi điểm có hoành độ là x, có tung độ là fx thuộc cái đồ thị hàm số đó. Bây giờ thầy sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của fx, của f(x). Thầy tính đạo hàm của fx, thầy biết y phẩy thôi, sẽ bằng đạo hàm của fx. Đạo hàm bình mẫu 3 là bằng 7 bình phương trừ cho đạo hàm mỗi bình phương là bằng
2x trả nhân 3 là chúng ta nhân cho nó nhanh là bằng trừ 2 nhân với trừ 3 nhân với 2. Sau đó cái mũ này các em giảm đi một bậc thôi. Thì tính nhân là bằng trừ 6x. Còn hằng số thì đạo hàm bằng 0. Bây giờ sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất của hàm số này. Cái hàm số y phẩy là một cái có dạng là cái đồ thị là một cái tam thức bậc 2 đó các em. Một hàm số bậc 2, đồ thị của nó là một hàm số bậc 2. Cho nên giá trị nhỏ nhất của nó là tung đồ đỉnh đó các em. Bây giờ các em dùng công thức thì nó tìm đỉnh của parabol thì nó dài dòng đúng không? Cho nên thầy áp dụng bất đạo thức để thầy tìm cho nó nhanh hơn. Thì đầu tiên thầy đặt 3. Ở ngoài làm nhận tại chung thì nhân với x bình phương trừ 2x. Các em thấy xuất hiện là x bình phương trừ 2x thì thêm 1 để trở thành hàng đạo thức. Thêm 1 thì phải bớt 1. Bây giờ thầy nhóm 3 với x bình phương trừ 2x còn 1. Còn số 3 thầy nhân với âm 1 để thầy xuất hiện một hàng đạo thức. Bằng 3 nhân với x bình phương trừ 2x còn 1 trừ cho 3. Các em thấy đây là xuất hiện là x trừ 1 tất cả bình phương đúng không? Về bằng 3 thừa số cho x trừ 1 tất bình phương trừ 3. Các em để ý này, 3 mà thừa số cho x trừ 1 tất cả bình phương thì bao giờ cũng lớn bằng 0. Cho nên trừ 3 thì nó bao giờ cũng lớn bằng 3 với mọi x. Vì cái y phẩy này nhỏ nhất là y phẩy sẽ bằng trừ 3 khi nào x bằng 1. Như vậy chỗ này các em hiểu như vậy nhé. Bây giờ thầy viết là giả sử điểm M0 tọa độ x0 y0 là một điểm thuộc đồ thị. Thì hệ số góc của tiếp tuyến tại x0 nhỏ nhất f0 sẽ bằng trừ 3 các em. Khi nào? Khi x0 bằng 1. Như vậy là các em có được hệ số góc rồi, có được khoanh đồ rồi. Các em chỉ thiếu tung đồ rồi thôi. Mà tung đồ thì các em thay 1 vào fx thì các em sẽ được là không thì nó nhầm một mũ ba trừ cho 3 nhân với 1 bình cộng 12 thì kết quả nó bằng 0. Như vậy không bằng 0. Như vậy các em được tiếp điểm là không, tiếp điểm là 1 0 đúng không, và hệ số góc là trừ 3. Thì từ đây chúng ta sẽ đi viết phương trình tiếp tuyến, phương trình tiếp tuyến tại x không bằng 1 là y bằng f,1 thừa số x trừ cho hoành đồ cộng với tung đồ. Chúng ta thay vào f,1 bằng trừ 3. Như vậy chúng ta được tương đương với y sẽ bằng trừ 3 x trừ 1. Chúng ta viết lại dạng đường thẳng y bằng i cộng b. Như vậy ta được y bằng trừ 7 cộng 3. Chính là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất đó các em lưu ý nhé. Nếu hệ số A này mà âm, hệ số của x mũ 3 này mà âm thì tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất. Như vậy là cùng một bài mà cả em có hai dạng đúng không? Bài thầy giới thiệu các em hai dạng. Như vậy là thầy kết thúc cho các em sửa xong các cái bài tập tư luận của cái đề số 1. Tiếp tục chúng ta sẽ ôn tập đề số 2. Thì nếu còn thời gian thì thầy ôn tập tiếp, nếu không còn thời gian thì các em phải chấp nhận như vậy các em nhé. Đặc biệt là đầu tháng 5 là thầy sẽ dạy cái chương trình lớp 12 ôn thi cho các em rất là hiệu quả và rất cơ bản, từ làm từ những cái câu nhận biết đến thông hiểu đến vận dụng đến vận dụng cao đều có trong cả cái đề trắc nghiệm của từng bài. Cho nên các em nhớ đăng ký giới thiệu các bạn để chúng ta theo dõi cái bài ôn thi cho tốt. Cuối cùng thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.